Hi, xin chào các bạn. Máy tính Huy giới thiệu với các bạn cái ban bệnh của máy lách. Con máy lách này thì là nó bị tình trạng đó là nó bị chết cái nguồn cấp cho cao áp để cung cấp cho cái con đèn này. Đấy. Thì nguyên nhân của nó thì đó chính là cái con này thì là nó bật nó lên các cái đèn nguồn ở đây. Nó lên cái đèn power này. Đấy, lên cái đèn power này nhưng mà nó lại không lên đèn, tức là nó lên cái đèn power này nhé nhưng mà nó lại không lên đèn, xong nó báo là lỗi lam. Thì cái nguyên nhân chính của con này thì là nó bị chết cái mình xin lỗi, nó chết nguồn của cái nguồn cấp cho cái con bóng này. Đó, con bóng này. Đấy, thì nguyên nhân chính ở đây thì là nó chết thì có nghĩa rằng là nó sẽ để chết được cái nguồn đấy thì có nghĩa là nó sẽ chết chập cái nguồn cao áp, thì dẫn đến nó chết cả cái khối đó, thì dẫn đến là khối vi xử lý, khối nguồn cấp cho vi xử lý vẫn chạy bình thường, ta vẫn bật tắt bình thường. Đấy. Còn lại thì sau khi mà xử lý xong thì cái nguồn này thì chúng ta sẽ có cái hình ảnh nó tương đối. Đây hình ảnh của mình đây. Mình hiện tại trong một cái màn chiếu tạm lên cái tường rồi. Thì về cơ bản là cái dòng máy này thì sử dụng công nghệ DLP, cho nên là về cơ bản theo mình đánh giá thì con này là chỉ sử dụng trong cái phòng nhỏ, trường học, lớp học. Đôi khi là cái cường độ ánh sáng, cái tuổi thọ của con này thì nó có một cái đặc điểm là nó rất bị ảnh hưởng bởi cái môi trường, cho nên là các bạn lưu ý là khi mà sử dụng cái dòng máy này ấy, là chúng ta phải lưu ý rằng đó là chúng ta không được rút điện. Đấy, và tuyệt đối nhé. Một số các thầy cô là sử dụng máy xong là đến lúc về rồi nhanh nhanh chóng chóng, hoặc là học sinh thế, họ dập một phát cái cầu dao xuống, họ rút phịch phát điện ra, thì dẫn đến là sẽ làm cho cái tấm DLP nó sẽ rất là nhanh chết. Đấy, cộng thêm là nó bị sốc nguồn, hoặc là cái bóng đèn của chúng ta nó sẽ nhanh nhanh bị hỏng. Bởi vì là trong quá trình mà chúng ta dùng ấy thì cái bóng đèn mà chúng ta không được tắt quạt theo đúng quy trình thì cái bóng đèn của ta nó nóng và nó không được làm nguội, thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng đó. Ok, trên đây là cái video mình chia sẻ một cái phần nhỏ về cái con máy chiếu. Cái mã này của nó là LEC VE303X. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mọi cái vấn đề các bạn có thể liên hệ với mình theo số điện thoại là 0974634982. Món gì mình sẽ biết đến đâu mình sẽ hướng dẫn các bạn đến đó nhá. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.